Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay của mình. Ở trong video trước, mình đã cùng các bạn phân tích những tác dụng và tác hại của đạm trong phân bón NPK, cái loại phân mà chúng ta thường hay sử dụng để phun và bón cho cây. Mục đích mình làm ra những cái video này là mong rằng những bạn mới chơi sẽ có thêm một chút kinh nghiệm để chúng ta sử dụng phân thuốc một cách đúng cách để chúng ta bón cho cây. Nếu các bạn chưa xem cái video đó, các bạn cũng có thể xem lại ở những cái mục video của mình ở trong video trước các bạn nhé, để chúng ta hiểu thêm về đạm, cái việc mà nó cung cấp cho cây như thế nào. Và trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận thêm một phần nữa về cái tác dụng và tác hại của lân trong phân bón NPK. Thì phân bón NPK chắc hẳn rằng tất cả trong chúng ta, những người mà chơi phong lan thì ai cũng đã từng nghe qua và chắc cũng đã từng sử dụng phân bón cho cây. Nhưng thật ra để mà hiểu cặn kẽ về những tác dụng của nó đối với cây trồng thì không phải bạn mới chơi nào cũng hiểu được, và không phải bạn mới chơi nào cũng hiểu hết được cái tác dụng và tác hại của nó. Cho nên quá trình chúng ta sử dụng có những lúc chúng ta sử dụng nó chưa đúng cách. Cho nên cái cây chúng ta nó chưa được ra như mong muốn của chúng ta. Vậy thì lân nó có tác dụng gì? Lân là một trong những nguyên tố cực kỳ quan trọng đối với cây phong lan. Nó có tác dụng kích thích, thúc đẩy quá trình hình thành của hoa cho cây lan. Đồng thời nó cũng giúp cây lẩy chồi và ra rễ cực mạnh, giữ cho hoa lâu tàn và kéo dài ngồng hoa. Đó là những cái tác dụng rõ rệt của lân đối với cây trồng nói chung và cây phong lan nói riêng. Vậy thì khi chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta cần phải sử dụng vào trong cái việc phun cho cây như thế nào. Và quan trọng nhất là cái vấn đề chúng ta phải biết cách sử dụng vào cái thời điểm nào của cây. Không phải chúng ta cứ thấy nó tốt mà chúng ta cứ sử dụng một cách bừa bãi. Nếu chúng ta không cung cấp lân vào đúng cái thời kỳ mà cây nó cần thiết thì đôi khi nó lại có những tác dụng mà ngược lại. Khi thừa lân nó cũng có những tác dụng mà không tốt cho cây, thiếu nó cũng không có, nó cũng không tốt cho cây. Vậy thì cái thời điểm nào là cái thời điểm mà cái cây của chúng ta nó cần cái lân này nhất? Thật ra thì lân nó sẽ là một cái nguồn cung cấp và cần thiết cho cây phong lan ở trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Nếu thiếu lân thì cây nó sẽ rất là yếu ớt và nó không cứng cáp được. Cho nên là chúng ta cần phải cung cấp và bổ sung phân lân trong suốt cái quá trình cây nó phát triển. Nhưng cái vấn đề là cái thời điểm nào là cái thời điểm mà cây nó cần nhiều lân nhất thì chúng ta cần phải quan tâm. Trong cái chu kỳ phát triển của cây lan, nó chia ra làm 4 chu kỳ mà đơn giản chúng ta có thể nhìn thấy. Cái chu kỳ đầu tiên đó là cái chu kỳ mà khi bắt đầu lẩy chồi để hình thành ra một cái cây. Cái chu kỳ thứ hai là cái chu kỳ phát triển của cây, lúc cây đang lớn và phát triển. Cái chu kỳ thứ ba là chu kỳ mà khi mà cây đã trưởng thành. Và cái chu kỳ thứ tư là khi mà cây trưởng thành rồi thì nó sẽ ra hoa. Thì ở 4 cái chu kỳ này thì cây nó cũng cần cái lượng lân mà khác nhau. Ở cái thời điểm đầu tiên mà khi nó ở những cây con thì thông thường thì lúc này cây nó sẽ cần ít lân, bởi vì lúc đó nó sẽ cần nhiều đạm hơn để nó hình thành cái sự phát triển của cây. Nếu chúng ta ở cái thời điểm này thì chúng ta nếu có sử dụng phân bón NPK thì các bạn lên phun ở dạng phân có lồng lưu lượng là 30-10-10, tức là dạng đạm nhiều hơn và lân ít đi. Nếu chúng ta lúc này cung cấp nhiều lân thì cây nó sẽ rất nhanh già các bạn nhé. Còn khi mà cây nó đang ở trong cái giai đoạn mà đang phát triển, mà nó phát triển trong cái giai đoạn đang phát triển của nó ấy, thì các bạn có thể bổ sung thêm lân bằng cách chúng ta chuyển đổi cái liều lượng phân LPK thành 20-20 đều. Lúc này thì chúng ta sẽ cung cấp đủ cả đạm, cái lân và kali giống như nhau để cho cây nó có cái thêm cái chất dinh dưỡng, thêm lân để nó cứng cáp hơn. Và trong cái thời điểm mà khi mà cây nó đã đứng ngọn và nó hình thành rồi thì mà nó chuẩn bị muốn ra hoa thì lúc này cây nó sẽ cần một cái lượng lân nhiều hơn. Và lúc này các bạn sẽ chuyển đổi cái phân bón NPK sang cái dạng mà như 6-30-30. Với cái thời điểm này thì là cây nó cần lân nhiều nhất để nó hình thành ra những cái chồi hoa và ngồng hoa, và cũng giúp cho ngồng hoa là kéo dài hơn. Đó là những cái thời điểm mà chúng ta phải phun phân lân theo những cái dạng chu kỳ thời điểm cây phát triển của cây. Nhưng không phải những người mới chơi nào cũng sẽ biết cách làm sao để điều chỉnh cho cái lượng phân lân ở trong
cái cây nó đủ cái liều lượng mà cây nó mong muốn. Đôi khi các bạn phun nó sẽ dẫn đến cái việc mà thừa lân hoặc thiếu lân. Nếu thừa lân và thiếu lân thì nó đều có những cái tác dụng mà ngược lại của cái việc mà phân bón nó mang đến cho cái cây trồng các bạn nhé. Thông thường nếu mà thiếu lân thì cây nó sẽ còi cọc, lá nó nhỏ ngắn, chuyển sang màu xanh đậm và rễ không trắng sáng ở đầu 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 rễ đấy các bạn ạ, và nó chuyển sang màu xám đen và chắc chắn là nó sẽ không ra hoa. Đó là những cái dấu hiệu yếu tố để các bạn có thể nhận biết được cho cái cây lan của các bạn khi mà nó đang ở trong giai đoạn thiếu lân. Lúc này thì các bạn có thể bổ sung thêm, nhìn thấy những cái dấu hiệu như vậy thì các bạn có thể bổ sung thêm cho cây lan các bạn thêm lân để nó phát triển cho nó tốt các bạn ha. Nhưng nói như vậy không phải cứ phun nhiều là tốt đâu các bạn nhé. Nếu các bạn phun nhiều quá mà nó thừa lân thì nó cũng sẽ có những tác dụng ngược lại. Nếu thừa lân thì cái cây của các bạn ấy thường là cây nó sẽ rất là thấp và lá dày, ra hoa sớm nhưng mà cái hoa của nó rất là nhỏ và rất là ngắn và nó rất là xấu. Nếu mà các bạn quan sát ở trong cái việc những cái cây mà các bạn dùng quá nhiều chất phân bón LPK ấy, mà kích hoa để cho cây ấy, thì thông thông thường là những cái cây nó vẫn cứ ra hoa nhưng cái hoa của nó rất là lủn bủn và trông nó rất là nó xấu, nó không được dày cái cánh hoa như thông thường. Và nếu mà thừa lân thì cây sẽ mất sức rất nhanh và sau khi mà nó ra hoa thì nó khó phục hồi lại trạng thái cây từ lúc ban đầu. Cho nên các bạn cần phải để ý cái điều đó. Và thêm một cái nữa là nếu mà trong cái việc mà nó thừa lân ấy, thì khi mà thừa lân thường thường dẫn đến cái việc là thiếu kẽm, thiếu sắt và thiếu mangan. Nói thì nghe nó chi tiết như thế đó, nhưng mà cái việc mà để chăm sóc một cái cây hoa lan thật ra nó cũng không cần phải là quá cầu kỳ và phức tạp đâu các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần để ý một chút là chúng ta sẽ biết cách để chúng ta chăm sóc cái cây của chúng ta thôi. Và một cái kinh nghiệm của mình là khi mà các bạn chăm sóc cái cây lan của bạn ấy mà các bạn chưa biết cách sử dụng nhuần nhuyễn cái việc phân bón cho cây thì các bạn thông thường thì mình sẽ pha loãng hơn cái chỉ định của nhà nhà thuốc mà họ in trên bao bì nhé. Như vậy thì tránh cái việc mà cây nó sẽ bị sốc những cái phân bón mà khi chúng ta cung cấp. Và một cái điều mà cực kỳ quan trọng là khi các bạn sử dụng bất cứ loại phân bón nào xong, các bạn cũng cần phải phun xả nước để tránh cái việc mà phân nó đọng lại trên lá, nó có ảnh hưởng đến lá cây của các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ và mong rằng những cái kiến thức này có thể mang lại thêm cho các bạn, những người mới chơi, thêm một chút những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể chăm sóc cái cây của chúng ta một cách đúng nhất, và mong rằng những cây của bạn luôn luôn là những cây phong lan đẹp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và nếu các bạn thấy hay xin hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp lại nhau trong những video tiếp theo các bạn nhé. Bye bye.